Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Vườn Hạ Ngầu. Hôm nay mình sẽ bàn về việc gieo hạt giống các bạn ạ. Thì có người nói rằng hạt giống chính là cái biểu tượng của trái đất. Vì rằng trong cái vũ trụ bao la này chỉ có trái đất là chỗ duy nhất có sự sống mà thôi. Có những người nói có những hành tinh xa xăm 50 năm ánh sáng, 100 năm ánh sáng thì có sự sống ở đó, nhưng mà nó xa quá làm sao ai mà biết chắc được phải không các bạn? còn ở trái đất này khi nói đến hạt giống đó các bạn nó hàm chứa cái sự sống nó hàm chứa cái sự bí ẩn cũng như là cái khả năng nuôi dưỡng hạt giống cho nên cái việc mà gieo hạt giống giống như là mình được tham dự vào cái việc mà chăm sóc bảo vệ sự sống ấy phải không các bạn cho nên bây giờ mình bắt đầu ngay nha các bạn Cái hạt giống mà Hậu chia sẻ với các bạn hôm nay là hạt giống dưa leo nha các bạn. Thì năm ngoái mình đã trồng và cả nhà rất là thích cái loại dưa leo dài này, cho nên năm nay mình quyết định mình trồng lại. Thì trước khi mà Hậu gieo cái hạt dưa leo đó các bạn thì Hậu đã ngâm cái này trong nước trong vài tiếng rồi. Thì các bạn thấy không cái hạt dưa leo này là được 2 tuổi. Thành ra Hậu ngâm như vậy thì trước tiên là nó giúp cho cái việc nảy mầm nó dễ hơn và cái việc thứ hai Hậu cần làm á là các bạn thấy có hai cái hạt giống này nó nổi lên không? Những cái hạt mà chìm xuống á, là những cái hạt vẫn còn sống nha các bạn. Còn những cái hạt mà nổi lên như vậy này, là những cái hạt này nó đã chết. Cho nên bây giờ mình có gieo những cái hạt đã nổi lên á, thì cũng không ích lợi gì hết. Vậy bây giờ mình chiếu về đất nha các bạn. Cái đất mình dùng hôm nay đó các bạn thì hậu dùng cái Miracle Grow Potting Mix tức là cái đất mà người ta dùng trong những cái chậu để trồng rau, trồng cây trong nhà đó. Thì có nhiều người họ dùng những cái đất mà dành riêng cho cái việc mà gieo hạt. Những cái đất đó thì nó khá hơn, nhưng mà nhiều chuyên gia nông nghiệp thì cho rằng cái potting mix này cũng đã đủ chất lượng. Tuy nhiên nói về cái dưỡng chất ở trong cái starting mix, tức là cái chuyên để dành cho cái việc gieo hạt hoặc là ngay cả cái này là potting mix á, thì nói về dưỡng chất nó vẫn không đủ các bạn ạ. Cho nên hậu thấy có một cái chuyên gia mà cái công ty hậu mua hạt, hậu đã chia sẻ với các bạn nhiều lần là Rare Seeds á. Cái ông John Lenz, ông nói là mình cần nên bỏ vô một chút cái chip sẩm. Cái chip sẩm chính là cái này đây các bạn. Thì trong này nó có hai cái chất quan trọng là calcium và chất sulfur. Thì hai cái chất đó đó, uh, nó làm cho cái cây non của mình nó tăng trưởng lên đó. Cho nên trong một cái bồn đất như thế này đó thì hậu bỏ vô khoảng chừng bằng này nè. Tức là khoảng chừng ba cái muỗng canh thì cái hỗn hợp của mình nó có nhiều cái dưỡng chất hơn đó các bạn. Cho nên bây giờ hậu đảo đều lên và rồi hậu sẽ bỏ đất vô để cho nó ẩm vừa, nó không có ướt quá và nó không có khô quá nha các bạn. Cái điểm quan trọng thứ nhất nói về đất trồng đó các bạn là nó phải thông thoáng nha các bạn. Cho nên là cái đất này người ta đã bỏ vào đây những thứ mà nó giúp thông thoáng như là perlite hoặc là một chút peat moss hoặc là họ dùng những cái vật liệu mà nó ngấm nước được xuống tương đối dễ dàng đó, cũng như là cái việc hồi nãy mà họ bỏ thêm cái chip sầm vô đó các bạn, cũng là một phần ngoài cái giá trị dinh dưỡng đó thì là nó giúp cho cái đất của mình nó thông thoáng hơn. Cho nên cái tiêu chuẩn đầu tiên là thông thoáng như vậy và cái thứ hai là như các bạn thấy đó là nó không có ướt quá và nó không có khô quá. Mà hậu trộn vào trong cái khay này trước á thì cái độ ẩm nó đều hơn. Còn nếu mà mình bỏ đất vào đây rồi mình tưới lên trên á thì nó bị cái tình trạng là chỗ thì ướt quá, chỗ thì còn khô nguyên. Cho nên trộn trước vậy thì nó đều hơn nha các bạn. Rồi bây giờ hậu dùng một cái khay cũ hồi năm ngoái hậu mua cây nè. Thì bây giờ hậu dùng nó lại để mà mình ươm cây năm nay. Những cái gì dùng lại được dùng lại cho nó khỏi tốn tiền các bạn ha một khi hậu bỏ đất vô cái khay này rồi đó thì hậu đã lấy cái tay hậu ấn nó xuống vừa vừa thôi các bạn nó không có chặt quá mà nó cũng không có nhẹ quá tại vì đất nó cần cái độ xốp để mà không khí nó có thể nó vào được đó các bạn chứ nếu mà không có không khí mình ấn nó chắc quá đó thì nó không có tốt cho cái hạt của mình cho nên sau đó rồi bây giờ hậu dùng một cái que mà hậu kiếm được trong vườn này các bạn thì mỗi một cái ngăn đó hậu sẽ đục hai cái lỗ như thế này thì có bạn sẽ hỏi là không biết là phải bỏ xuống cái chiều sâu bao nhiêu thì một cái nguyên tắc chung mà nhiều người đưa ra đó các bạn là không biết các bạn nhìn thấy cái hạt này không nhưng mà họ nói là cứ chôn xuống khoảng chừng gấp đôi cái chiều cái bản ngang của cái hạt nó sâu xuống khoảng gấp đôi như vậy là được tại vì họ nói là trong thiên nhiên khi mà những cái hạt này nó rơi xuống đất á thật ra nó đâu có chôn vùi xuống đất là mấy đâu nhưng mà sang năm á, thì nó vẫn mọc lên được. nó nguy hiểm là khi mình vùi nó xuống sâu đó, cái đó mới là nguy hiểm. tại vì khi mà nó gượng lên được tới mặt đất á, thì là như vậy cái cây non của mình nó mệt quá rồi. thì à, bây giờ họ đã làm hai cái lỗ hai bên đó, cho nên bây giờ họ bỏ cái hạt này xuống ha. đó bỏ cái hạt đó vô xong rồi cái hậu đậy cái đất nó lại một chút xíu. Vậy thôi, rồi cái riêng cái hạt giống này thì họ nói là khoảng chừng từ 1 tới 2 tuần thì nó sẽ nảy mầm. Họ nói vậy. Rồi bây giờ để cho nó đỡ mất thì giờ đó các bạn, hậu sẽ làm những cái ngăn còn lại sau. Còn hậu chỉ muốn nói thêm với các bạn đó, là một khi mà các bạn đã bỏ cái hạt giống vô như vậy rồi ha, thì là mình phải bảo đảm cho nó có cái độ ấm, cái độ nóng nha các bạn. Thì mỗi một cái hạt giống mà các bạn gieo nó khác nhau. Riêng cái hạt giống dương leo này mình đang làm á, thì cái gói hạt nó nói là nó cần nhiệt độ khoảng chừng từ 70 tới 90 độ để cho cái hạt đó nó nảy mầm cho nên hậu sẽ mang vào nhà rồi cố gắng hậu sẽ kiếm một cái gì đó đậy lên trên Tại vì khi mình kiếm cái gì đó mình đậy lên trên á thì ban đêm nó giữ được cái độ ẩm ở trong đó và cái hạt của mình nó dễ nảy mầm hơn hậu đã thử nghiệm cái đó năm ngoái và hậu thấy rõ cái việc đó còn ban ngày khi mà nó có nắng á, thì hậu sẽ mang ra ngoài để cho nó được hưởng cái cái nắng ấm đó nha các bạn. Cái bước cuối cùng là mình cần phải đánh dấu là cái khay này là hạt giống gì. Thì hậu đã mua những cái này ở trên mạng này các bạn. Cho nên cái này là những cái để mình đánh dấu. Thì hậu đã viết vào đây cái trường hợp này là dưa leo chết. Như vậy để cho khi mà đầu mùa hậu gieo nhiều thứ hạt đó thì mình biết nó là cái gì các bạn và cái điểm đặc biệt của cái này đó là hậu dùng cái cây bút nó gọi là golden marker đó các bạn thì cái cây bút này nó là uv resistant có nghĩa là mình bỏ ra ngoài đó thì khi mà mình tưới nước hoặc là trời nắng đó nó cũng không có bị phai cái màu chữ của mình cho nên hậu dùng cái cây bút này hậu rất là thích này nó nó rất là tốt cho cái việc mình nhớ năm ngoái hậu viết bằng những cái label thường đó khi mà nắng mưa lên một vài ngày là nó bị phai hết cho nên cuối cùng có khi hậu không có chắc được là cái mà hậu đã bỏ xuống đó là cái gì. Còn năm nay thì hậu khá hơn chút. Cho nên là có đánh dấu cẩn thận nha các bạn. Hậu sẽ để cái link ở dưới để nếu bạn nào thích thì mua ha. Hậu xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã dành cho vườn hạ ngâu ít phút ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn ra vườn gieo hạt giống để mình tham gia vào cái sự sống đặc biệt của cây cối, của rau cũng như là cái sự sống của cái trái đất thân thương của mình ha. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Bye bye nào.